Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định nữ Chile và nữ Nhật Bản thuộc vòng bảng Olympic nữ 2021. Chuyên gia nhận định nữ Chile và nữ Nhật Bản. Cho tới thời điểm hiện tại, nữ Nhật Bản chỉ có một trận hòa trước nữ Canada và thất bại trước nữ Anh, qua đó đứng ở vị trí thứ 3 bảng E. Ở một diễn biến khác, họ đang đứng ở vị trí thứ 2 trong nhóm 3 đội xếp thứ 3 và đây là vị trí họ có vé đi tiếp. Nhưng nói vậy không có nghĩa đội chủ nhà nữ Nhật Bản được phép chủ quan, bởi họ vẫn còn đó trận chung kết trước nữ Chile. Lúc này, đội bóng Nam Mỹ đang xếp cuối cùng bảng E với thành tích toàn thua hai trận đã đá. Dẫu vậy, cánh cửa đi tiếp vẫn mở rộng với các cô gái Chile, bởi nếu giành thắng lợi ở trận cuối cùng, họ sẽ vượt mặt chính nữ Nhật Bản để có vị trí thứ 3. Lúc này, nữ Nhật Bản và nữ Chile đều hiểu rõ hoàn cảnh của mình và chắc chắn cả hai tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Theo đánh giá, nữ Nhật Bản là đội có phần tự tin hơn khi được chơi trên sân nhà và sở hữu phong độ bất bại với 6 trên 7 trận mới đây. Ngược lại, nữ Chile đang trình diễn một phong độ nhạt nhòa khi thua 3 hòa 2 ở 5 trận mới đây. Soi kèo nữ Chile và nữ Nhật Bản. Theo thống kê, nữ Chile thua 2 trận đá đấu tại bảng E, nhưng tính theo tỷ lệ cá cược, họ có được 1 trận thắng và 1 trận bất bại. So với nữ Nhật Bản, đội bóng đã thua kèo cả 2 trận gần nhất, lựa chọn nữ Chile ở mức tỷ lệ dương 1/3 là quyết định an toàn của các nhà đầu tư. Đáng chú ý, nữ Chile là đội bóng thắng kèo châu Á ở trận đối đầu gần nhất trước nữ Nhật Bản. Nhận định soi kèo cặp đấu nữ Chile và nữ Nhật Bản, tỷ lệ nữ Chile và nữ Nhật Bản 1/3, tỷ lệ 2/3. Nhận định chuyên gia nữ Chile dương 1/3, dự đoán kết quả chung cuộc 1-0 nghiêng về đội tuyển nữ Nhật Bản. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.